Rồi bây giờ đi tiếp tục nha mọi người. Nước nè, nước mưa ngập nè, mọi người thấy đi trời mưa không à. Đó, tiếp tục mình kìm bé Kiều Di ha, nước nhóc chân mọi người. Đó, hồi nãy mình đi ngoài kia xe chạy đâu có được đâu, ngập muốn nửa chiếc xe. Đợi nước cạn xuống mình đi mới được á. Mọi người nè, nước không? Quá trời nước luôn. Nước, nước, quá trời nước nha mọi người. Mọi người hãy đi tìm cực không? Cô có gặp bé này đi về dạy đây không cô? Cô gặp bé này đi về dạy đây không? Mất tích rồi. Hồi nào vậy? Đi cô, khoảng 5 cô, ngày cô nay cô gặp rồi. Cô bé này không cô? Không, không thấy. Không, không thấy. Đi lạc hả? Phòng tối dạ, rồi, nó bị người ta dụ á. Con không biết nó đi hướng nào luôn. Ở đâu lượn quê đâu? Quê đó. Cô lãnh Đồng Tháp đó. Cô lãnh Đồng Tháp hả? Dạ. Không thấy. Không thấy. Không thấy. Con cảm ơn nha con. Rồi là không thấy. Dân thông tin là cũng vừa thấy con bé nó vòng vòng ở đây. Dạ hả? Đâu đây đi dài dài con nói trên ta tại vì tối ngày mình mắc giữa trẻ ở trong nhà không à. Dạ. Có đi dài dài trên hỏi thăm đó. Dạ. Rồi mình đi hỏi tiếp mọi người. Đây người mẹ nè. Người mẹ lội đó, cầm dép lội đó mọi người thấy cực không? Đi dài gì hỏi người dân hả mọi người, tại vì con bé này mình nghe người ta thấy là ở cái khu này, cái tuyến đường này nè. Chị ơi. Dạ con chào mấy chị cô. Chị hỏi mấy, mấy cô, chị mấy thấy con bé này không? Mấy cô có gặp bé, bé này không mấy cô? Nó bị mất tích á, mất tích mấy ngày nay rồi. Rồi đi lên đây kiếm. Dạ, bị người ta dụ nó đi, nó tiêu là... Nó có vô quán mua đồ ăn đó. Dạ, trên đây nè, mới chạy lên đây kiếm. Rồi. Có thấy không? Dạ, con ở Đồng Tháp lặng. 17 tuổi. Dạ, dạ. Có nào gặp không? Chỉ làm phước giùm đi. Mẹ nó giờ có khóc xỉu lên xỉu xuống. Số điện thoại con đây nè, có gì cô liên lạc cho con luôn đi, chụp cái hình vô nó. Dạ. Dạ 17 tuổi. Ở Cao Lãnh đó. Tao nói cho em đang hỏi. Cao Lãnh. Chưa, chị nãy mình cơm nhé, mình cơm mà em điện cho mấy anh giữ tấm hình này giùm được không? Chừng nào gặp nó cái đầu có số điện thoại đây nè. Dạ, đi điện về cho người nhà giùm được không? Con đi học không? Dạ nghỉ thôi, tại hoàn cảnh con. Cảm ơn ha. Nó nghỉ rồi lúc nó 12 tuổi. Giờ giữ tấm hình nó đó cái đầu. Dạ. Coi nữa mình gặp không? Dạ không em họ con hỏi không có, nó không có quen vậy. Coi em coi thử coi. Con thấy có khó nào đây không? Tội nghiệp quá trời luôn. Thank you.
Bởi vậy con khuyên có ai có con gái đừng nên cho đi làm như con của con nha. Ở đây cô có đi làm chưa? Dạ có đi làm nhưng mà đi ra dưới người quen đó, rồi nó quen trên mạng thôi. Có con bé nào mà có xài điện thoại đừng nên cho là nó xài làm như con của con, nó khó kiệm lắm. Nó đi làm gì? Dạ nó làm ở làm vài dép binh cầu dấp á, rồi bị người ta dụ. Dạ. Lại ngay chỗ làm đó mình coi cái bà đó có không có người gì không? Mà không có đâu. Tại vì bà chị kia thấy giống nó nói với này nè, rồi con tụi con mới xuống tới tới người này kiếm thấy nó ở đây. Dạ. Trời ơi. Bà chị đằng kia đó, bỏ ra thấy được bé này giống mà tụi con đó. Rồi cái bà điện nha, điện nói lên tìm đây con sao, mình thấy mà cũng được 80% là thấy. Mà đốt với lại phồn. Tấm hình coi thử nè. Bây giờ mình gửi hình lên tấm đi, gửi vậy tấm thôi hình con đi. Gửi con tấm luôn đi. Có cái số điện, cái có chụp cái đồ không có đồ hình á. Này cô ấy quay cái sau lưng này lại cái có nhà nghèo lắm. Nhà nghèo lắm, khổ lắm đó. Nhà lá sập xệ chứ à. Mưa là tụt hết. Em được nhỏ kia về thì bắt đầu bên đây cũng thấy được mình giúp đỡ gì đó. Phải điện kêu đi tiếp. Đây con cầm cho cô chụp đi. Đó, bây giờ đi rất là nghèo em. Nó muốn đi làm kiếm tiền để phụ gia đình á, nó đi gái. Bởi vậy con nói khuyên cô có ai có con gái đừng nên cho đi làm giống con đó. Chút xíu à. Nhỏ này cũng biết sửa soạn lên rồi. Tôi không biết chụp hình nữa, nói nghe chụp giùm coi. Tôi không biết chụp hình nữa, trời ơi. Cái này chụp sao, mãi em mới biết. Chị mượn ông anh đó, cho ông anh nó tặng kìa. Cái camera thôi, tôi hù rồi. Phải không? Tặng sẵn rồi. Không phải, camera anh không thấy hình. Nhỏ mày cũng đẹp ghê. Lâu quá, camera thì hư không? Thôi cho tấm hình đi. Được, cô đương coi. Chụp tấm hình nó lên đi. Ở quay cho tấm hình đi. Trời ơi, cái camera bả chia tấm tiền 2000 lấy sao thấy được. Chia tấm tiền là rồi. Cho tấm hình đi, lấy tấm hình luôn đi. Rồi cho tấm hình đi, có gì có số điện thoại này tôi lấy cho. Dạ. Số điện thoại sau lưng này vậy? Sau lưng luôn hả? Rồi. Cảm ơn. Ở đâu chừng ở đâu lận? Phải không? Sao cô? Thử gì chỉ giùm. Cô thấy không cô? Chỉ giùm đi. Quen lắm hả? Vậy là không biết cô chỉ cô con này đặng kiếm được không? Mới hôm qua ha. Hiện tại cũng đúng rồi. Đi hai đứa. Rồi là đúng rồi, đi hai đứa. Ở đâu đó, ở đâu? Nhà ở đâu? Dạ, con lãnh đồng tháp đó nó. Thì ở dưới đây người ta cũng thấy nữa nè. Bên đây người ta thấy nè. Dạ, dạ mẹ. Dạ, mẹ. Dạ, hình nè. Vòng đây nè. Để dạy bọn nó tụ lại đây chơi thôi. Okay. Tụ gì? Cái thằng nãy lấy tiền góp nói hả? Chức vụ với lại thằng em bắt được 2-3 ngày 2 rồi. Làm gì? Chung vụ bắt cóc nè. Chung vụ bắt cóc ha. Cho nó giúp màu hồng. Nhiều khi nó lên đây nó mua dép khác mình cũng đâu có biết được. Dép không biết được. Giờ nó thay rồi cũng mình không biết nữa. Cái này không biết được. Giờ đi báo công an được không? Phải rồi, cô mà hết giờ rồi, hết giờ chán rồi. Mà ở đây có khu nhà trọ nào không? Nó đâu có làm việc. Có lắm mà. Nhiều lắm. Nhà trọ bao la thì ra trọ thôi. Nó ốm mà cao. Nghèo lắm, mẹ nó nghèo lắm, dạ không, con ở trong đồng á. Trong đồng giữa ruộng nó sâu lắm. Nó đi ra đây. Nó có ai rồi đây? Thì có người rước nó mới đi. Nó quen trên mạng á. Nó quen trên mạng. Nó quen trên mạng rồi nó cũng dẫn đi á. Nó quen là trên mạng á, nó đi hả? Lúc giờ lô nó ra, nó có chợ, công an nó ra.
Zalo Facebook mấy đứa lớn lên là bị dụ đi hết. Đài nó kêu ha. Bữa nay ngày qua hôm kia vậy nó bỏ gạt có hai thằng nhỏ. Đó em cũng thấy em đó. Thấy con bé nè, thấy con quen đâu đây nè, cái đường này đi xuống nè. Dạ. Bữa tôi đi làm mấy ngày nay tôi thấy con quen đâu. Thì dưới đây người ta cũng gặp nữa nè. Người ta mới kêu con lên nè. Đúng không, quen là y quen như có hổ mình con hề có quyền đó đó, là người dân người ta cũng thấy quen y quen luôn á. Nhưng mà giờ không, nếu mà người dân mà ta thấy quen như vậy là thế nào cũng gần gần đó đây thôi, ở chỗ khu đây nè. Rồi ok. Sao mình có đi báo công an không? Chồng chú kêu đi lại mình trình công an phường, đặng công an phường đi lại ta cái giấy tờ á, kiểm tra giấy tờ á. Đúng rồi, lên xin công an. Vậy là tối nó ngủ nhà chợ đấy, không ngủ đâu chứ? Chồng chú nó chở thành giờ hành chính được, cũng có người chồng nó. Chồng nó chở tám á, chồng chú nhà, người ta xét nhà đúng không? Ta ấy thiệt có hộ đặng công an người ta chi cặp đó đó, có ghi hết trơn rồi, có ghi đầy đủ á, nó quen lắm, vòng vòng đây nè, có khi giờ chợ đi ra đây khó không? Ở đây nhà chợ nhiều lắm hả? Đúng rồi, nó nhắn tin với lại cô thì nó đó. Chắc có khả năng là ở đâu đây đó, nếu mà người dân thấy người ta nhiều người ta thấy lắm, ở đây có nhiều người thấy rồi. Sẽ không công an phường 8 sao? Không, con ở đây tới tối luôn. Tao nói có ảnh vậy đó, ngày mai cũng ở vòng vòng đây đi. Có gì trong quen nó ai có con gái đừng nên cho đi làm. Đừng mấy đứa. Dạ con ba đứa. Không màu đỏ cắt hả? Thằng trai 12 tuổi mới lớn rồi, còn bé chứ bạn nó có 27 tháng rồi. Dạ nó làm gì? Dạ cha nhà giữ nó. Dạ còn đứa con nhỏ nhà khóc la ông sùm nữa. Dạ mà mướn không ai. 17 tuổi rồi. Con nhà tao cũng một bình. Học lớp 7 nghỉ rồi. Má ba nó không. Dạ. Mẹ nó kìa. Mẹ nó khóc mấy ngày nay không ăn không ngủ. Mất ăn mất ngủ chỉ có khóc con thôi. Con sợ nó đi làm thì con không sợ, mà con sợ nó đi vô động người ta bán nó. Bán nó tiêu nó mở. Người mẹ nào cũng đau lòng, con cha ở nhà cũng vậy, đi ngồi trên đống lửa, để kiếm được một cái đống lửa. Chị ba không có sao đâu chị ba. Vừa tới. Chắc nó cũng vòng vòng ở đây vô nhà con. Đi kích, bắt em cho xe cho em gái. Bây giờ đi lên công an. Đi. Rồi. Đi. Ngồi chạy xe ngoái luôn đi. Chạy xe ngoái luôn. Chạy xe thì bây giờ đi về đó chạy xe hả? Ừ. Đi ra vô nhà trọ là ở đường mai đi kiếm nữa. Giờ đi ngoái chứ. Giờ chạy đăng trình công an đi. Đăng nhờ công an cứu giúp đi. Bây giờ mình đi xe máy hơi hay là mình đi xe đi bộ không nói xa. Đi bộ xa lắm á, đi xe hơi đi. Tôi sẵn không có cây số. Đi
giá nó đồ đỏ quẹo lên có điện xanh đèn đỏ lên chừng 5-6 căn nữa ngay đầu xe mình lỡ bộ luôn đi không sẵn mình hỏi luôn đi cũng lỡ bộ lỡ bộ được không? Biết. Hồi ước mình chân á. Chạy xe đi, đi tránh đi tính luôn. Rồi, ông Tăng em chào mọi người ha. Giờ mình kết thúc video mọi người. Giờ đi lên công an phường để mình trình cái có gì đăng những video tiếp theo cho mọi người cùng xem ha. Ông Tăng xin chào.